đây 4.000 nha các bạn, 4.000 hai cầu. Đồng này là đồng đồng thống nhất Bình Thạnh Hồng Ngự nha, Hồng Ngự Đồng Tháp, ngay chân bãi gác luôn nè. Con này thì nãy mình hỏi anh kia thì anh nói thấp máy Fiat, hình như là một tắc lẻ tư hay gì đó mình nhớ không rõ. Fiat đời máy cuốc á. Cho nên là nãy mình nhìn sơ nghe thì mình thấy cái máy nó hơi lạ lạ. Nhưng mà hỏi bác Tài thì bác Tài cũng không biết thấp máy gì nữa. Quay em đang lên YouTube á. Máy Fiat một tắc lẻ tư hay là một tắc máy á, để mình về mình chép thông tin lại rồi nếu mà có mình bổ sung với mô tả nha các bạn. Hồi nãy thấy thì cũng nghi rồi, nghi là tháp máy rồi. Do đây cái hơ máy nó lật hơn cái con 4.000 gin. Vuột dây nữa hay gì vậy? Gì đó hả ướp. Ở chỗ mình thì có một con 4.000 tháp máy Fiat 80-90. Nói chung cái dòng 4.000 này cũng hơi bị nghiện tháp máy à. Ít thấy máy gì lắm. Giống như hai con 5.500 mình thấy được là một con tháp máy 7.000, còn con ở bên mình thì tháp máy 5.970. Đâu có con 4.000 đâu chứ lộn. Bên mình là hai con 4.000 tháp máy hết. Con tháp Fiat 80-90, con tháp 5.970. À, bên này thì người ta chạy máy cũng không có nôn lắm, chạy cũng nương máy, chạy lai gai cuốn à, chứ ít có thấy cuốn thần tốc lắm. Ban đầu mình tưởng bên này người ta cuốn máy nhỏ không à, do gặp máy nhỏ nhiều, ai ngờ thì đây máy lớn không. Cái ô này hơi ướt. Bên này người ta chạy cuốn bằng máy hai cầu nhiều lắm. Sướng không? Ui ui nguyên ngày cái giờ này tầm 4 giờ chiều rồi nắng chăng chát lên. Cái máy này cái dàn cú nó bị vuột dây hay gì? Nãy giờ 2-3 lần. Mất nhã ghê mà cuốn lại. Chuẩn bị quắn gâu.
Fiat 104 thôi. Nãy mình nhớ cũng không rõ. Cũng một tắc đó mà không phải một tắc lẻ tư cái gì. Đời máy cốt á, Fiat của máy cốt á chứ không phải là Fiat máy cài. Về nhà ghê à. À, 5.000 năm mà gửi ít thấy ngày chứ 4.000 với 6.000 thấy nhiều lắm. Ước này là ước mưa của mấy bữa trước nha các bạn, hai bữa trước mưa đâu hai ba đám gì. Được ngày hai ngày nắng rồi người ta tranh thủ người ta cắt cái này cũng nhiều lắm mà. Căng rồi à. Không, đã không thơ máy cà phê luôn. Máy lớn mà. Quăng máy gầm như dòng bè bên kia. Cái mầm dưới mầm Fiat thì tràn nhau. Cái thằng Fiat mình để ý là cái tiếng máy nó khác hơn Kubota nhiều lắm. Tiếng máy của Fiat nó tạc tạc tạc. Bên mình bên chạy nhanh. Nhìn cái quen rồi qua bên đây thấy bên này cuốn rồi thấy nó quá chậm. Mà bên này đa số người ta chạy gì không đó các bạn. Không có ai chạy nhanh hết đó. Bên mình bên này có máy chạy cuốn ngày 8-900 cái ngàn cục.
Bên ở dòng ở bên đây còn hai ấy nữa rồi. Nắng nguyên ngày, ui ui chiều có nắng chang chát luôn, tật trời giống xanh luôn rồi.